Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay, mình đang có mặt tại phường Đông Hòa thuộc thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường. Đây là mặt tiền đường thông buôn bán, mặt tiền đường rộng khoảng 20 m. Hôm nay em giới thiệu cho khách hàng mình căn nhà này có diện tích là ngang 4,5 m, chiều dài 28 m, tổng là 125 m², được đúc một trệt, hai lầu, nhà chính chủ đang ở. Do nhu cầu công việc, chủ nhà phải chuyển đổi chỗ ở, bán để lại toàn bộ nội thất cho quý khách hàng mình. Tổng là 125 m². Nhà này có hướng chính bắc, có con đường phía trước rộng khoảng gần 20 m. Đây là không gian phòng khách căn nhà chúng ta nhé. Bây giờ em sẽ quay từ cửa đường vào. Mặt tiền thì chủ nhà làm cửa hiệu buôn bán che hết mặt tiền nên là em không tiện quay mặt tiền. Em quay từ trong nhà ra ngoài đường nhé. Khách hàng mình xem tham khảo nhé. Ngoài đây là sân xe hơi rộng. Sân xe hơi này chủ nhà để dài khoảng 8 m chiều dài và chiều ngang 4,5 m. Rất là rộng nha. Mặt tiền được chủ nhà làm dạng mặt tiền máy thái hình chữ A. Đây là sân xe hơi của căn nhà này. Cửa chính được chủ nhà làm cửa cuốn đức. Phía trước mình là con đường thông buôn bán nhé. Ở đây kinh doanh buôn bán đa ngành nghề luôn. Đây là con đường phía trước nha. Ở đây mình kinh doanh buôn bán, mở văn phòng, công ty, vân vân. Bây giờ em sẽ vào trong quay chi tiết cho quý khách hàng mình cùng xem. Vừa rồi là một sân để xe hơi thoải mái nhé. Sân rộng khoảng gần 30 m². Trong đây có cái hè cực rộng này. Hè này rộng khoảng 10 m² này. Hiện tại chủ nhà đang để đồ nha. Phía trong đây là một lớp cửa nhôm sinh pha màu trắng và kiến cường lực rất là chắc chắn nha. Ngang 4,5 m, chiều dài gần 30 m, tổng là 120 m². Trong đây là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn chùm, đèn trang trí rất đẹp nha. Hai bên được chủ nhà dán các bức tranh rất đẹp bên đây. Nhà này mặt tiền đường, ngay đường Trần Hưng Đạo. Phía bên đây chủ nhà đắp tranh phủ điêu này. Do nhu cầu công việc, chủ chuyển chỗ ở, bán căn nhà, tặng toàn bộ nội thất cho khách hàng mình nha. Đây có bộ bàn ghế gỗ đỏ nhé. Phía trong đây các bức tranh này, đây có tủ rượu này. Phía trong phòng ăn này, không gian trên cũng được làm trần hộp và các đèn trang trí rất đẹp nha. Bên đây có quầy bar mini bên đây. Tủ bếp được chủ nhà làm tủ ô sồi cao cấp. Phía bên đây có bộ bàn ăn 6 ghế kê rộng rãi thoải mái. Và đây có chiếc kê tủ lạnh hai cánh vẫn còn dư nhé. Tặng hết nội thất cho khách hàng mình mua ở nhé. Đây là tủ bếp này, quầy bar mini đây nhé. Bên đây có tủ rượu này. Phía cuối mình đây có không gian giếng trời cũng như hồ Nam Bộ và vệ sinh ở phía cuối nhà đây. Ngang 4,5 m, dài gần 30, có hướng chính bắc. Nằm ngay tại phường Đông Hòa. Cách quốc lộ 1K khoảng 1 cây số, cách siêu thị Bixi khoảng gần 2 cây số, cách Linh Xuân Thủ Đức khoảng hơn 2 cây. Trên đây là giếng trời, ở dưới là
Hồ Nam Bộ nhé. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, phòng tập yoga, đầy đủ hết nhé. Sân xe hơi cực rộng. Nhà mặt tiền, kinh doanh buôn bán, đa ngành nghề, có thể mở văn phòng công ty, văn phòng đại diện. Rất là ok nhé. Bây giờ em mời khách hàng mình lên lầu trên, tham quan hai lầu trên nhé. Khách hàng mình xem hết video để cảm nhận căn nhà này. Cầu thang đây được chủ nhà làm đá đen đính kim sa, ống ánh này. Loại đá rất là quý nhé. Tay vịn bằng gỗ gõ đỏ và kiếng cường lực dày 12 ly. Nhà làm rất là chắc chắn nhé. Khách hàng nào có nhu cầu đi xem căn nhà này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại trên màn hình của mình, số 0973 114 255. Hẹn gặp mình ngay đường ngay chợ Di An hoặc ngã ba cây lơn hoặc siêu thị Bixi. Mình sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Lên tới lầu trên. Trên đây có phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ này rộng khoảng gần 20 mét vuông. Trên đây mình vừa ở này, phòng có chắc cháu nhé. Kê giường, kê tủ áo, kê bàn học, rộng thoải mái luôn. Phía cuối mình đây có sân phơi, giếng trời, cũng như là phòng vệ sinh trên đây. Trên đây giếng trời rất rộng nha. Phía cuối là mình phơi đồ này, để hai máy giặt đây nha. Đây có phòng vệ sinh này, phòng vệ sinh rất rộng nha. Nội thất cơ bản ok hết. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên sang phía trước căn nhà và lên lầu trên. Bên đây có phòng sinh hoạt chung, mình cũng có thể làm phòng tập yoga, tập thể dục ở bên đây nhé. Đây có phòng sinh hoạt chung này. Nếu nhà mình đông người cũng có thể làm đây là phòng ngủ thứ tư được nhé. Đây có phòng ngủ thứ hai ở lầu trên này nè. Nội thất cơ bản ok hết. Trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led trang trí cực đẹp. Phía trước có ban công phía trước nhé. Cửa chính căn nhà được chủ nhà làm bằng cửa gỗ căm xe, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên lầu trên nhé. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là 120m, thuộc hướng Bắc, nằm ngay tại gần đường Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Nhà thuộc mặt tiền, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Căn nhà này đang được chủ nhà giao bán với giá là 7 tỷ 200 triệu đồng, còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nhé. Lên tới lầu trên cùng, phía cuối đây có phòng vệ sinh này. Đây là phòng vệ sinh thứ ba nhé. Ở phía cuối đây có sân thượng phía sau. Ở dưới mình có sân phơi rồi. Đây chỉ là mà sân thượng mình có thể trồng rau, trồng cây cảnh ở đây, hoặc kê bàn ghế ngồi uống cà phê đây nhé. Sân thượng này rộng khoảng 20 mét vuông. Có cửa ra sau nhé. Không gian cầu thang trên đây có giếng trời đây. Đây có phòng ngủ thứ ba này. Phòng ngủ này do chủ nhà ít người không sử dụng đến, phòng này vẫn còn nguyên nhé. Mình có thể dành cho khách cứ tới ở lại. Nhà 3 phòng ngủ, có thể làm được 4 phòng luôn nhé. Phía trước mình đây là phòng thờ và ban công trước. Đây mình có phòng thờ phía trước nhé, rộng rãi thoải mái. Căn nhà này đang được chủ nhà giao bán với giá là 7 tỷ 200 triệu đồng, còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nhé. Khách hàng nào có nhu cầu đi xem, hãy alo cho mình số điện thoại trên màn hình. Gặp mình ở ngã ba cây lơn hoặc siêu thị Bixi hoặc chợ Di An 1 hoặc nhà thờ
mình sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Nhớ ấn đăng ký kênh và cho mình xin một like chia sẻ nhé.